Hey, xin chào các bác. Hôm nay là ngày mùng 10 tháng 6. Chú đang tôi con dao từ thép lò xo tổng hòa của Nga. Đây các bác có thể nhìn thấy cái đường nhiệt luyện này. Đó. Cái thép lò xo này thì nó lắm rồi, đợt này mới làm lại. Đây là các bác đang xem chú đang giam lại. Xem cái đây. Thường thường thì chúng tôi sẽ tôi vào buổi chiều để tránh cái ánh nắng mặt trời để nhìn cái nước tôi cho nó dễ hơn. Tôi bằng than củi các bác nhé, than củi mới nước. Đây là chú đang giam lại để lấy cái độ dẻo cho thép. Cái phần tía xanh xanh này là cái phần này sẽ được giam non hơn thì sợ gãy. Sợ gãy mũi. Rồi, các bác xem. Giam xong thì sẽ đập bằng. Công thì đập cho nó thẳng. Đấy, con dao này thì nó sẽ dài từ 28 đến 30, 28 29, dày 6 ly. 7 ly. Mỏng về dần về mũi. Dáng này là dáng của nâng gù mũi hếch. Đây các bác, quay ra đây nhìn rõ hơn. Đấy. Nhưng lâu nay là không đăng video là không phải là chúng tôi không làm các bác nhé, chúng tôi vẫn làm. Nhưng mà trả hàng nhiều quá thành ra là nên là ít có thời gian để quay. Thật sự các bác. Thường thường với cái mác dép lò xo này là mác thép cứng các bác nhá, nên là tôi nước sẽ bằng tôi nước nó nóng nóng một chút nó sẽ đảm bảo hơn. Đây. Đấy. Nếu con dao thì sẽ được mài các bác đây nhá. Con này là chưa tôi này. Cái này là hạ góc bằng tay thủ công này, lên đây này. Thì sẽ mài qua đi. Để khi các bác mài qua đi thì cái nhìn cái lước tôi ở cái phần mài này nó sẽ dễ hơn. Nó bóc trắng lên nhìn nó sẽ dễ hơn là không mài. Nên là con nào cũng sẽ mài một cái đường này. Đây là cái đường chú tôi như thế nào này sẽ mài như thế. Đấy, để nhìn nó dễ. Đây là một cái ưu điểm về đây làm không tôi. Đấy. Đây là cái con thép lò xo. Con này là cũng thế. Để thử cho một cái thép lò xo của nó là sẽ là cái loại này các bác nhé. Đây. Dạ. Đây nó là cái cuộn này mà xo thép lò xo của Nga. Vừa lác đác ở vài cuộn ấy. Đây. Trong đống này rất là nhiều thép lò xo. Đấy. Quạt các bác, nóng quá. Ôi, các bác cùng xem chú tôi nhá. Bây giờ hiện tại đang là 5:30, 6 giờ chiều. Tôi lốt vài con này ngủ nghỉ. Đấy, các bác nhìn cái nước tôi này. Đấy cũng là một cái dáng mới các bác này. Cái dáng này tôi vừa mới tra cán cho khách này. Đây là cái dáng lưng gù mũi cụp. Sống dày 7 ly mỏng về mũi này. Con này bằng lò xo tàu hỏa này. Ngồi chặt đẽo linh tinh. Cán bằng vào. Mua sọc. Con này về cho một anh ở Sapa tả phìn. Sapa. Các bác nào đây là một mẫu dao cục thì cũng đi học hỏi được các lò khác thôi thì các bác tham khảo. Đây. Cọ đe ăn thép vào mầm. Đây. Chú thử cho các bác xem luôn. Mình nghĩ
Cái này là cái trục xúc phát các bác nhé, trục xúc phát của tàu thủy đấy. Cái trục này khá là cứng đấy. Đây, con này cho bọn anh ở Tà Phìn, Sapa. Không biết có phải người Mông không mà làm du lịch hay sao ấy. Chà cán. Vẫn chà kéo cánh kiếm các bác nhé. Đây là dáng lưng gù mũi cụp. Dáng này đi học hỏi nên là sẽ không được thanh phát như những cái lò họ làm chuyên được. Các bác tham khảo nhé. Thì cái giá của một con như vậy liên cán hoàn chỉnh như này không bao. Tôi bán làm bán cho các bác không bao. Thì giá một con sẽ để ở phần bình luận các bác tham khảo nhé. Chiều dài của nó 27 28. Sống dày 7 ly mỏng về. Bụng của nó khoảng bụng của nó chỗ rộng nhất là 5,5 đến 5,7 phân. Đó. Con này là hàng nhíp mát đây. À, con này là lò xo. Chú đang tôi 6-7 con. Các bác xem cái lúc tôi đấy. Vẫn nóng luôn chú. Còn nóng. Khi mài ra thì mài một đường ấy thì cái nước tôi nhìn nó sẽ dễ hơn. Nó bóc trắng này. Và khi mà mài nó bóc tôi nó bóc trắng này thì cái lúc mà chú giam nhìn cái màu thép này cũng nó sẽ chuẩn hơn. Đúng nhá. Không mài thì nó đen xì nó không đón được cái chất thép. Nhưng mà thường thì là tôi than củi thì nó sẽ dễ nhìn hơn. Tôi than củi thì nó bóc thì mình nó hiểu được chất thép non hay già thì mình biết được. Tôi than đá thì đen xì thì không có nhìn được. Nó mỉa mình không biết mà nó quăng. Đây là một mẫu này. Rồi, xin chào các bác, quay nhanh vào video hôm nay là mùng 10 tháng 6 năm 2021. Quay nhanh cho các bác xem. Tôi sẽ ngồi đây quay một con cho các bác xem nhé. Thường thì theo kinh nghiệm của chú thì với cái mác thép cứng khá là cứng, ví dụ như là vòng bi hoặc là nhíp thì cái than thì cũng không cần phải than, tôi than quá cứng như than nghiến mà thôi, tôi than bình thường cũng được. Còn những cái mác thép dẻo thì cần phải tôi than nghiến thì nó sẽ đảm bảo hơn. Các bác lưu ý nhé, mác thép dẻo thì cho tôi bằng nước lạnh, mác thép nóng và mác thép cứng thì sẽ tôi bằng nước nóng, nó sẽ đảm bảo hơn. Và đặc biệt là ở đây thì chỉ có tôi bằng than củi thôi. Kiểu đúng kiểu truyền thống của Nhật Bản ấy chú. Truyền thống của người Mông à? Truyền thống của Nhật Bản thì họ cũng là tôi bằng than củi đấy. Nhật Bản thì nó khác, nhưng mà nước Việt này thì nó như chú làm như thế này thì là truyền thống của nước Việt Nam của mình. Truyền thống của nước Việt Nam. Các cụ già nó trực tiếp, các cụ già nó được tôi như thế này. Ngày xưa là các cụ già đều tôi như vậy đúng không? Xem nhé. Mai kia cái tiết dẻo thì tôi cái tiết dẻo cho các chú các bạn xem một lần nhé. Đây, chúng bật lên đấy, nhìn cái nước tôi này.
xương mắt rồi. Đấy. Chú Sam lại. Rồi xin chào các bác nhé. Hẹn gặp lại các bác vào video sau. Hôm nay là ngày mùng 1 âm. Chúc các bác một tháng mới may mắn, bình an. Cái video này mục đích là tôi là đăng để cho các bác tham khảo cái mẫu này. Đấy, các bác nào có nhu cầu là tôi sẽ làm bán một con như này các bác, giống yên như này, cán như này, khâu đồng gỗ tích này, già cổ này. Đấy, xin chào các bác nhé. Giá của một con như vậy, giá của một con như thế này, dài 27-28, dày 7 ly mỏng về, cán bằng mu sọc, tô đồng. Đấy, dáng dao như thế này, tôi sẽ để ở phần bình luận. Các bác vui lòng ghé qua tham khảo, ok, gửi để lại số điện thoại, tôi sẽ gửi hàng luôn, sẽ thu xếp làm sớm cho các bác. Vì các bạn là làm vỏ thì nó sẽ vẫn nhất thiểu thời gian, làm dao xong làm cán thì nó sẽ nhanh hơn. Ô, xin chào mọi người. Chặt phát.